mà tự nhiên mất giá trị với cây cảnh quay. Thứ đẹp là chơi hết, nó quan trọng với lúc khác. Thế thì về để gắn tiền. Rồi. Đẹp, ở nhà toàn chơi quê chứ tiền tiền chỉ nhanh thôi, quê mới chơi mới là đẳng cấp. Vườn này nhỏ, vườn còn mấy cây bóng mát thế này, dù với ổi này, ổi này, ổi này cao mà trèo. Đây còn mẫu đơn đẹp. Nhỏ nhỏ thôi. Mẫu đơn này là tương lai đẹp. Vâng. Sau nó bung hoa một loạt. Bung hoa một loạt, quá đẹp. Con này cũng được. Hoa còn những con đơn vàng này còn giá trị hơn. Vâng. Đơn vàng này còn ít hơn. Hỏi những con đơn vàng. Con đơn vàng bao nhiêu tiền này? Qua này trốn như là giỏi như thế. Hôm qua em bận thật. Vừa phải, vừa phải, vừa phải. Xuống tí, có lanh quanh kiểu. Thế còn con này ạ? Con cơ con đỏ bao nhiêu anh? Con ổi, ổi thì thế nào anh? Mấy cây này? 1.3 triệu một cây à? Ồ. Mình thích mỡ ổi nhỉ, đưa đi tôi đi, đặt thì thích ổi. Không à, chỗ này bán hợp lý, dòng kia sợ lắm. Nghe nói giá này là có vẻ là hợp lý. Dê bà cả. Nói sao quá. Để đến trăm cái cây thăm phù này á. Cây này ổi kéo đẹp cây. Ổi. Ta. Đấy, cái chị thân nó to hơn, cái béo thích cái nào cả. Nghĩa cái thân chính là cái này, nó thân không béo hơn. Đấy là giá rất hợp lý mà khá đẹp, 1.3 triệu, ai nhung lừa của ta. Đúng là cái quần tàu. Ta. Điếu. Điếu phải đi chung. Loạt ta. Mình ở đâu lên anh nhỉ? Đúng như à? Ninh Bình à? À Nam Định à? Được. Lên đây bán thì hay hơn đấy. Quẩy đội kia bán đắt lắm. Ôi. 1.3 triệu một cây thôi. Rẻ lắm. Chả phải rẻ lắm đâu nhưng mà nó cũng hợp lý. Cái đơn này 1.6 triệu, trang đỏ, trang vàng này 2.5 triệu, trang nữa 2.5 triệu. Vâng. Rất là hoành tráng, đầy đủ quá. Hợp lý đấy. Là mẫu đơn hoàn trang đấy, một ngày giá rất hợp lý, cây khá, cây khá cho để xem mấy ông La Hán này thế nào. To quá xin phép thôi, nó làng nhàng quá, nó cứ lăn xoắn kiểu uốn kiểu như cơ bản ở đấy. Mệt. Bao tiền một đôi này chị nhỉ? Là một đôi 5 triệu. 5 triệu một con hay là một đôi? Làm đôi này để thêm này bác.
Dạ, mình là đúng rồi. Mấy cái này thì ông nhà ở quê nhà to thôi. Đây, nhìn là biết là cây của Trung Dâu đây rồi. Cây bằm đá này. Bằm đá này rồi đấy. Xanh quê đây nhưng mà lá đẹp. Bằm đá. Quấn này, anh Quấn như này. Cây bằm đá nó phải cứ nó bệt thiệt lệt như này nó là lâu rồi. Bệt thiệt lệt ôm bằm đá này. Thay cái chậu đi khác ngay. Nên hòn đá nó không được đẹp bằng hòn đá kia. Cái gì phết. Xanh quê. Đấy mặt sau. Mặt sau. Xi bằng đá này, bằng đá khá đẹp. Không bác Trung bác đi đằng kia mất rồi, không hỏi cả. Không biết ông ấy bảo mấy cái này bao tiền không biết. Nhìn nó lem nhem nhưng mà nó có nét hết rồi. Có nét, còn cốt. Còn cốt xanh này. Mua không? Mua chứ. Của Trung Dâu này. Thế kệ tí ra nói chuyện ông sau. Đang đi đằng kia rồi. Đúng rồi. Kệ kệ cứ kệ anh. Vào trong xem là như nào, khổ chỗ này không đứng được. Xì đỏ, cốt rất gớm đấy. Rất sumo. Mầm thở đang rất khỏe, mầm đang rất khỏe. Xì đỏ, chắc phải mấy củ đây. Chân, không có chân bệt ở dưới có nhiều không? Nhưng mà chân buông thì khá khá. Nhưng siêu lùn. Sumo lùn này. Thì bằng đá đấy, bằng đá này cũng đẹp. Tay run đấy, run đang nhóc. Đấy, bằng đá đấy. Bỏ hòn đá này đi, thay vào cái khay nghệ thuật. Ngon ngay. Ngon ngay. Nhưng mà giá bắc trung thì chắc hơi cao, chưa xem được. Đây, mặt này nó khá gớm, vách nó thì hơi ít nhưng mà nó là một cây quái đẹp. Ba hàng ngày đẹp, chỉ đi chợ đi chơi thôi. Ở Ngọc Mai. Thích, cả ba con đều thích. Cả ba con đều thích. Những cái đoạn này thì nó hơi đơ. Cắt giật thôi mà. Cắt giật thì nó hơi đơ. Giật hơi đơ. Đá này nó buông cái rễ này cắm đây.
À được rồi. Cả chợ có bài cốt này hay ho thì. Đây này không phải cây xanh. Si, si tay chuột, si đỏ. Si đỏ. Rồi chơi si này nhiều. Chơi si, con này tương lai này. Để biết làm. Làm hòn này đây. Đấy, hòn đá rất hay. Bây giờ thay vào cái khay đi. Nó khác ngay. Nó lên đến có khi gần hàng chục, gần chục triệu đấy. Nếu mà bà giao bán ở trên mạng. Đây chắc chỉ tầm khoảng 2 triệu. Đấy anh à. Ba con đẹp nhất chợ. Bảo rất nghệ thuật. Si ôm đá. Bảo con này mà cho cái khay đẹp đẹp sạch sạch mà trên mạng là gần chục đấy. Cho vào khay tàu cái khác. Si tai chuột. Tai chuột. Lá bé. Đây là si. Si tía. Tía. Cốt rất hay. Chưa đến 20 mà. Đấy. Cái này nó là cái gì thế này? Mai ông Ngọc này. Sân sau phải tập trung cái. Đó. Này hay phết nhỉ. Hay phết. Xanh màu. Đi đâu mà hôm nay mình thấy làm ở ra trên tầng cửa nhà có chỗ anh em tập trung quảng để giao lưu đó, phải gặp nhau gặp nhau để vui không thì làm lại cho anh cái khay làm đá và cái dĩa dĩa kia lái ra cái tay kia nói chung nhỉ. Sao mượn cái rễ này quặc sang đây ghép vào đây buông đây nhỉ, ôm cái hòn này ra gì phết. Trả tiền hỏi giá đấy các bác, vì tôi chưa mua được từ chung cái nào thế luôn, khó, rất khó. Nên là chỉ mang cái chất ra đây nói chuyện với anh tí thôi. Tất nhiên là cây thì nó có nét rồi, nhưng mà cái tiêu tiền của mình nó không được cho phép. Rồi, để sang khu vực kia của mình khác. Đang luôn thì nó sẽ lộ ra như bên này. Đấy, đang đẹp. Cái này làm quái chứ làm quái á. Đây là bỏ, cái nào lấy từ bản nhà quái thì phải cho hết thì cái này đi cho nó đi cho gì á, cái này mà làng nếu nó gửi được. Dễ này dễ mẹ. Nó bị nghịch. Bỏ đi. Mà tay này chốt cũng không chốt làng được. Khó. Không làm mà cái này chuyển làm quái làng không? Cái này vách của nó không phải là vách làng. Để hai cái dễ này nhá. Thì 100 năm nữa không thể đẹp. Để hai cái này 100 năm nữa. Vách không phải vách làng. Để cái này đi phải đi lốt cải lành. Lê quá. Mặt đó là chuyện ngay. Nghiệp cứu kệ đi. Hôm sau em có bắt thằng kia nó đục cũng được. Hai thằng nói chuyện nhau mẹ cùng khớp luôn. Ngoài cái đấy cũng được. Mình bảo mà đúng là thằng cái bao nhiêu năm mới gặp mà nó là đúng cả. Chi kỷ. Cây này anh làm nào bảo cây này có cắt đúng chỗ này bảo mẹ. Thế thì giống mẹ nhau rồi. Chi kỷ. Qua đúng chỗ đấy. Gặp đúng chi kỷ. Thì anh nên cứu cho em cái. Đây nói với đĩa thì. Nói bên tiền thì yên tâm đi. Tài huynh hợp với cây này đấy. Mục. Đấy có ý tưởng nhá. Sáng đấy, ý sáng. Đài, sáng ý đấy. Sao nhá? Cây này không làm lại được thì lên làm quái mà lỡ làm quái cái rễ này nó cũng trơn quá. Mà cắt nó đu xuống thì cũng, mình không làm lại thì
kể cả dễ to nó phun ra cũng là mình, nếu mà làm lại thì cắt đây để chờ ra. Đây mẹ thằng này cái thằng cái này cũng cho bay đi này. Đấy. Cái cục này á. Cục thừa. Cái cục này thì đương nhiên là cho đi rồi. Đương nhiên là cho cục đấy đi rồi. Đấy về cái con này mẹ. Cái này là phải, mà phải cái trong này có đục đẽo gì không? Phải cái đấy phải đục lại. Cái này phải để cho nó lộ thật cái vách thật ra này. Đi chơi cái vách thật này. Và nói chung là chết mẹ là chém qua dìu qua mắt thợ này chết. Tập thế. Đồ tỉa nó tập mẹ mất được bao tiền mu rồi. Đúng rồi mẹ. Mẹ thằng nào có mu phồn thì đéo được. Đấy. Mẹ cắt cắt đi cắt lại nó vẫn cứ xấu. Mẹ đúng xong rồi phao phát rồi sâu quá thì mẹ mất mẹ cả cành mình để. Cũng nhiều khi nó cũng là cái cảm xúc từ lúc đấy. Làm, đấy lúc mình có ý hay rồi nhưng mà đục nó không ra. Không. Khi mà có một cái không gian 3 chiều. Đây cũng là phải cho bay này. Thì tự nhiên là tỉa cái cây nó rất là nhanh. À. Hôm nào đến xem anh một cái nhà cố định xây lại. Không tưởng tượng cái mét vuông luôn. Đây. Mẹ thằng nào mới nhìn vào hôm thằng thợ nó đến lấy tiền công của mình. Ôi rồi Pháp à. Mẹ dân có mẹ mình. Cả hô ồ lên. Bây giờ cứ buổi sáng mình ngủ dậy sớm là mẹ cũng có người khen. Hôm nào em ngủ ở nhà anh xem. Anh chỉ bây giờ ví dụ cần có một người khen thì rất đơn giản. Bây giờ anh chưa sơn anh mới bà, anh nốt vào phát anh cho màu vào phát này ngủ ở nhà anh xem buổi sáng kiểu gì có người khen anh dám cá em luôn. Đây là anh đi từ đoạn điều hòa ra mát này.